Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Anh Âm Thanh. Thật là vui khi vào khung giờ 19:30 cho đến 19:45 được ngồi đây để review cho mọi người những cái mặt hàng sản phẩm liên quan đến audio, những thiết bị âm thanh để phục vụ cho những anh em yêu âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền Tổ quốc. Thì trong thời gian vừa qua thì Hoàng Anh Âm Thanh thực sự là nhận được rất là nhiều phản hồi từ người hâm mộ cũng như là khán giả. Các bác vẫn nói rằng là nói đến micro anh vẫn sẽ chọn cửa hàng của em là cái nơi để anh mua. Rất là nhiều những lời động viên, thực sự ra rất ấm lòng, và đó cũng là một trong những cái động lực thúc đẩy cho Hoàng Anh Âm Thanh có được những cái sản phẩm tốt hơn, giá trị hơn, cũng như là cái chính sách bảo hành rồi là chính sách sau bán hàng sẽ được tốt hơn tới người tiêu dùng. Thì ngày hôm nay em tiếp tục em review cho mọi người một lô mic GLD-RVD2. Thì đây là cái dòng mic thực sự với mọi người, cam kết luôn là em đã bán cách đây 2-3 năm về trước đối với những dòng mic này, và đến bây giờ khách người ta vẫn dùng và chưa hề có một cái trục trặc nào. Các bác lưu ý nhá, chưa hề có một cái trục trặc nào. Đảm bảo cho chúng ta biết được rằng đây là cái dòng mic cực kỳ bền bỉ, rất là ổn định, nhưng quan trọng nữa các bác, tiếng rất là hay và sóng rất là xa các bác nhé. Thì với cái những cái lô mic như này, thực sự ra là nó có rất là nhiều tên. Thằng MU nó cũng đặt cái dòng máy mic này này. Thằng Toze cũng đặt cái máy mic này này, và GLD. Nói chung là nó rất nhiều tên. Tuy nhiên thì với cái củ côn này, với hình dáng kích thước này thì em nghĩ rằng là cũng các bác cũng sẽ không quá xa lạ nữa. So với những dòng như là Beyer hoặc BBS, nó là một trong những cái đời micro nó rất là phổ thông và phổ biến, rất là rộng rãi tại cái thị trường của chúng ta. Nó nói về mic bãi nhá. Nhưng mọi người vẫn chưa biết được có những cái dòng micro rất là hay khác mà chúng ta có thể là đang bỏ qua. Thì với cái dòng GDL này thì em sẽ lát nữa rồi em sẽ test cái chất tiếng cho mọi người cùng nghe. Còn về sóng thì em đảm bảo các bác làm sự kiện thoải mái. Đây là một trong những cái dòng micro có chất lượng sóng cực kỳ tốt ở những cái môi trường nhiều vật cản. Và hiện tại thì em đang để trong một cái phòng test như thế này. Em luôn có một phòng test như thế này. Và em đi rất là xa, nó gọi là qua một cửa phòng, rồi qua một cái bức tường nữa, rồi qua tiếp một cái bức tường nữa, cua mấy cua nữa kìa. Nhưng mà sóng vẫn bắt rất là ổn định, không bị mất tiếng. Chứng tỏ rằng là cái dòng này nó hoạt động quá là tốt. Anh em làm sự kiện show nhỏ, anh em làm đám cưới, anh em làm nhà cho lắp cho giả thơ hoặc là cái gì đó rất là ok về sóng nhá. Còn về tiếng của dòng mic này thì thực sự ra nó rất là ấm, rất là mượt, rất là ngọt và cũng rất là sáng, tiếng rất là hay các bác ạ. Tuy nhiên thì cái lô mic này ấy, thì em đang để tất cả cái tay mic là nguyên bãi, có nghĩa là nó chưa hề có xử lý sơn xịt gì hết. Bởi vì là về cái lô này thì như thế này thì nó cũng là em đánh giá vào diện là cũng là được các bác nhá. Còn những cái vết xước như này, vết xước nhỏ thì không bao giờ tránh khỏi đối với dòng mic bãi, trừ khi là thay vỏ mới. Tuy nhiên, cái vỏ này thì nó không hề rẻ tiền các bác ạ. Vì cái vỏ này này, bản thân như anh em mua vào cái vỏ BBS của đắt tiền rồi nhá. Còn vỏ Beyer thì nó lại không quá đắt. Nhưng với cái vỏ này, 900 mấy một bộ vỏ, không hề rẻ các bác, vì đây là vỏ hợp kim. Trên cũng hợp kim và dưới là hợp kim. Cả tay cầm nó cực kỳ cứng cáp luôn. Tay cầm cực kỳ cứng cáp. Và cái củ này, mọi người nhìn cái củ côn này, nó bắt mic quá tốt luôn. Đây là em đang nói, em đang để rất là xa. Đó, bắt mic tốt, nhưng lọc tạp âm vào diện đỉnh cao luôn các bác ạ. Lọc tạp âm đỉnh cao luôn nhá. Nó không có ba cái kiểu u xì gió quạt các thứ, là nó không có bị quạt, là tiếng gió nó ra tiếng gió, chứ không có là lèo xèo nó không bao giờ có. Đó, cái này nó, cái lọc tiếng và cái khả năng bắt mic của nó rất là tốt. Đó, em đang bật lên và em đang nói và mọi người vẫn nghe đâu đó lanh lảnh ở trên cái loa nó phát ra ấy. Đây là khoảng cách cũng khá là xa các bác nhé. Đây mọi người nhìn này, khá là xa. Và như các bác biết rồi, khi chúng ta hát karaoke ấy, thì cái vị trí cầm micro, khoảng cách micro nó cũng rất là quan trọng, cũng như là cái hướng micro nữa. Thì em sẽ chắc chắn là sẽ làm một cái clip chuẩn để mọi người có thể là tham khảo thêm. Bởi vì cái củ mic này nó cũng cấu tạo giống như một cái củ loa các bác. Cho nên là cái hướng nào là tốt nhất, nó bắt mic tốt nhất, cũng như là đạt được cái âm thanh nó hay nhất, nó giải nó đều nhất, thì em sẽ làm một clip cụ thể sau. Còn đối với cái dòng GLD này thì em vẫn cam kết với mọi người tiếng rất là hay. Đó, cái tay nó là tay màu trắng sơn có ca may các bác nhé. Con này là của anh ca may, màu trắng nó ở trong bóng điện led, cho nên là mọi người nhìn có thể không rõ. Đó, đây là những cái vết xước này, không tránh khỏi nhá.
nhờ tay đây sơn zin thì về anh em có thể là sơn lại, hoặc các bác có nhu cầu mà cần đẹp hơn nữa, làm đẹp hẳn luôn thì em vẫn có thể là em sơn cho mọi người, sau đó em mới gửi đi. Còn vẫn cam kết là cái nước sơn của em thì khẳng định luôn zin như thế nào thì sơn vãi như thế. Đó, các bác yên tâm nha, kể cả như từ độ bền cho đến độ đẹp, đó là cái khẳng định và cam kết. Bởi vì làm micro thì làm mic bãi thì em làm cũng khá là nhiều năm rồi, rất là nhiều năm rồi, và đến bây giờ em đã trải nghiệm qua hàng ngàn loại micro rồi, cho nên vẫn khẳng định với các bác những mặt hàng nào, chất lượng như thế nào và công năng nó ra làm sao, em chắc chắn em nắm bắt được và sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người, cho mọi người đến anh em có thể là anh em karaoke gia đình, anh em sự kiện, hoặc anh em làm bất cứ cần một cái micro cho hát văn hay là bất cứ một cái gì, thế loại gì em vẫn có thể tư vấn chính xác cho mọi người được nhé. Thì tiếp theo em sẽ mở cái phần chuôi này ra. Vỏ thì là vỏ hợp kim cả cho bác nhá, rất là cứng cáp nhá. Đó này, phần chuôi này, nhựa này. Đây nó sẽ có cái nút nút gạt low và high, là sóng xa sóng gần đấy. Nếu anh em ở trong phòng, anh em trong phòng muốn tiết kiệm pin thì chúng ta để về low. Có nghĩa là sóng nó chỉ ở trong quanh quẩn trong phòng, ở đâu đó tầm 10 mấy mét, 20 mét, 30 mét gì đấy. Rồi chúng ta sẽ để sang low. Còn anh em muốn sóng nó khỏe hơn thì anh em làm sự kiện, làm đám cưới thì chúng ta sẽ gạt sang high. Đó. Còn đây là cái gì đây? Mute on. Cái này thì lát này em sẽ khai thác thêm, ở đây nó sẽ có một cái chỉnh độ nhạy này, cái gain này. Thì lát nữa em ngày mai sẽ làm một clip cụ thể về cái dòng micro này. Còn bây giờ em sẽ test tiếng, em sẽ test tiếng cho mọi người nghe thử nha. Và nói tiếng rất là hay. Và con này nó dò sóng là dò sóng hồng ngoại các bác nhé. Khi chúng ta đưa sang đây này và chúng ta chỉ cần quét thôi. Đây ví dụ em đang hiện tại đang nằm ở kênh A, channel A. Thì bây giờ em sẽ đưa sang channel B chẳng hạn, em chỉ cần nhấn cái nút này này. Đó, cái hồng ngoại nó sẽ quét, nó đỏ đỏ lên này, các bác thấy chưa? Đỏ đỏ lên đấy. Nó sẽ nhận. Đó, nó nhận rồi đấy ạ. Sau khi nó kết thúc nhận thế này chúng ta sẽ lấy ra. Chúng ta alo 1 2 6 7. Tiếng hay lắm mà nó chắc tiếng, nó đây đang vặn micro này. Đây là cái chiết áp của micro các bác này. Thông số của micro hiện tại em đang để là 91 này này. 91 96% đi. Và đây là em để trên 12 giờ nhá. Cục đẩy thì em đang để cũng trên 12 giờ. Nhưng mà anh em yên tâm nhá. Tiếng nó không bị vỡ đâu. Alo 1 2 6 7. Có nghĩa là riêng với cái dòng mic này, với cái củ mic này là củ nhựa này, là nhựa ABS các bác này. Củ nhựa này, cái nhựa rất là xịn, cho nên là nó bảo vệ những cái màng cũng như là cái sợi dây của dây bên trong đó, nó cực kỳ tốt luôn. Đến bây giờ em bán những cái bộ micro này những cách đây hàng 2-3 năm về trước. Đến bây giờ thậm chí cái côn này còn chưa bị chết các bác này. Côn nó chưa chết luôn nhá, chưa chết một cái nào luôn. Em bán rất là nhiều cái dòng mic này. Nhưng mà ngày xưa thì nói gì nói thì cái cặp mic này giá trị rất là lớn. Ngày trước cách đây 2-3 năm thì giá trị cặp mic này nó trên 2 triệu các bác. Trên 2 triệu một cặp kia. Nhưng bây giờ thì giá nó sẽ mềm hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp vào đầu thu. Thì đầu thu của cái dòng này nó phải nói là cái tôn của nó cực kỳ dày. Cái tôn nó dày lắm nên là chúng ta cầm cái đầu rất là nặng. Nặng mà cứng cáp. Đó. Bên đây là mọi người nhìn này, đây là hàng chính hãng nội địa của Trung Quốc bác nhá, Made in China nhá. Đó, Made in China. CSA, CSB 806 810. Thì đây là ở cái giải tần nó hoạt động. Nguồn vẫn là nguồn 12V, anten gài. Và nó vẫn hỗ trợ chúng ta là hai cái đường jack Canon nhá. Còn bác nào mà dùng karaoke gia đình thì chúng ta chỉ cần dùng jack 6 ly cho A cộng B. Còn bác nào làm sự kiện kết nối qua bằng mixer thì chúng ta có thể là đưa sang hai đường mic này. Đó, qua cái đường dây này. Và bây giờ thì là đầu thu. Em đi chi tiết luôn để cho mọi người cùng khám phá nhé. Đây bên trong đầu thu đây các bác. Đó, mên mạch mọi người nhìn thấy nó làm này. Đó, từ những con vít nó cũng đã nhìn là sáng đẹp rồi. Đó, linh kiện tụ nhôm và IC lọc tiếng của nó sẽ là con 4558. Đó. Tiếng nó rất là hay, con này tiếng hay lắm các bác ạ. Em cam kết với các bác luôn, dòng này mà không hay là không lấy tiền luôn. Tiếng hay của phê. Thứ nhất, cái thứ hai là nó rất là tiết kiệm pin. Con này ăn ít pin lắm. Rất ít pin luôn. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm này. Anh em chơi một pin con thỏ anh em hát thoải mái luôn. Một cặp pin con thỏ anh em hát thoải mái. Và như những cái dòng này thì em tự tin về chất lượng. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm và tin tưởng Hoàng Nhân Thanh. Còn giá bán thì em sẽ công khai luôn cho các bác. Một bộ micro RVD2 này em bán cho mọi người với cái giá 1.500.000 đồng. 1.500.000 đồng. Đã bao gồm phí ship các bác nhé. Đã bao gồm phí ship. Đây là một bộ nguyên bản. Nguyên bản không có sửa chữa một cái gì hết. Từ củ côn nó còn gì luôn, tất tần tật hoạt động
đảm bảo từ sóng đến tiếng cực kỳ hay cho các bác, giá chỉ 1.500.000 đồng, không bao giờ vỡ tiếng, anh em làm solo thoải mái. Và hát karaoke gia đình tuyệt hay, giá rất là mềm các bác nhé, 1.500.000 đồng. Và em nhắc lại một lần nữa, dòng mic này nó sẽ không có tự ngắt, nó không có tự ngắt các bác nhé, nên là anh em cũng đừng có hỏi em là em ơi có tự ngắt hay không, con này không có tự ngắt và tiếng rất là hay, sóng rất là xa. Rồi, các bác quan tâm thì có thể liên hệ với Hoàng Anh Thanh qua số điện thoại 0908 913 171. Mọi người xem video nhớ cho Hoàng Anh Thanh xin một lượt like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Hoàng Anh Thanh. Xin cảm ơn và xin chào các bác.